quá. Này đây là chùa quá. Nãy ca đã gì? Mời Vinh Tâm. Mời sư chạy xíu ra đi xem Quỳnh nha. Thôi hãy cố mà quên tất cả, vui cùng em đi không để chia tay. Nếu kiếp này mình không thank you.
mình phải chém giết lẫn nhau, khi anh và em vẫn một lòng thương tương. Khi hai chúng ta không thù không quán, hòa tranh chi đâu mà trái nghiệp bao tàn. Sau ít nay và em nữa đây, em vẫn yêu nhân yêu một mình anh. Dù chia lìa tình đôi hôn khắp xa, ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên. Sơn ca nửa đây một trong hai ta sẽ có người gục ngã, kẻ còn lại sẽ cúi đầu buồn bã tiếng người đi giang kỳ không về. Chiến thắng nhanh quanh xa mắt lệ đầm đìa, sao trời xanh thấy ta không còn chung với tiếng cho quan thường ăn mối tình yêu. Sao em lại là người trong gió thương mà không ra mong mơ, đời có thể cùng ai ngắm trăng lên nhìn lá rụng, sống bên nhau cho đến trọn đời. Mấy chân ơi, mấy chân còn đó không mấy chân ơi? Bảo Duyên ơi, trong cảnh cùng đau thầm của hai có một nó giận tha chúc ca với nhưng tôi hai cũng sầu mây lắm vì phòng chở hạ bích phượng phải quy đầu theo mà em không thể trông lại quy quyền của phụ hoàng. Thở tối trước chiều ca, anh có trở lại gian nam cuối mùa thu lạnh, xin hãy mang theo hình ảnh của đêm mà này. Một đứa gặp cùng tay giờ, một tôi mùa qua nghe cô cảm ơn anh tâm.